Chỉ cần anh cho em biết xe biết còn sống hay không và đã có chuyện gì với xe biết thì em sẽ không làm trò nguy hiểm này nữa. Anh có thể giúp em minh oan còn gì. Rồi chúng ta đi tìm xe biết, chiếm lấy đô thị Jay và sống hạnh phúc. Được không? Em xin anh đấy. Cho anh thời gian suy nghĩ. Hôm khác nói chuyện tiếp đi. Anh sẽ cho em biết xe biết đang ở đâu chứ? Để anh suy nghĩ đã. Hai người làm gì ở đây vậy? À, anh đang thảo luận với chị Saron về việc mở chi nhánh bên Mỹ mà vừa nãy anh nói. Làm trước rồi báo cáo thành quả với bố vẫn hơn mà. Cậu Moon dai dẳng thật, cứ níu lại nói chuyện, tôi không thích lắm. Thế chị ấy bảo sao? Em cũng nghe rồi còn gì. Chị ấy sẽ gọi điện cho bố rồi báo lại. Chị ấy bảo mệt, không thích nói chuyện công việc. Thế à? Sao không thử hỏi về tiền cho dự án đô thị Jay xem? Em đang nghẹt thở vì lo xoay sở về vốn đây. Làm sao mà nói chuyện đó ở đây được? Nếu ai nghe thấy thì sao? Thôi, về phòng đi. Sao thế? Anh Chê Minh, hình như Xe Biếc vẫn còn sống. Gì cơ? Thật không? Anh sẽ cho em biết Xe Biếc đang ở đâu chứ? Để anh suy nghĩ đã. Xe Biếc vẫn còn sống. Phải đi tìm ngay mới được. Nhất định em sẽ tìm cho ra thằng bé đang ở đâu. Làm sao em biết? Có thật là Xe Biếc còn sống không? Thật mà. Bun Sang Hiếc xin cho thêm thời gian suy nghĩ. Chứng tỏ là Xe Biếc còn sống. Vậy thì phải đi tìm ngay thôi. Bun Sang Hiếc, con cậu ta vẫn còn sống mà lại giả vờ không biết ư? Làm thế mà xứng là con người sao? Bun Sang Hiếc còn làm được hơn thế nữa. Thử nghĩ về những trò anh ta đã làm xem. Em đúng là ngu ngốc khi tin lời anh ta. Nhưng chắc gì cậu ta dễ dàng cho em biết Xe Biếc đang ở đâu. Cậu ta gian xảo như thế cơ mà. Bun Sang Hiếc phát hiện ra em là Saron rồi. Thế nên anh ta đang đem dự án đô thị Jay ra uy hiếp em. Đúng rồi, Bun Sang Hiếc là kẻ mờ mắt vì tiền nên sẽ dùng dự án Jay làm mồi nhử đây mà. Phải mau chóng tìm ra Xe Biếc đang ở đâu. Mà mẹ anh đã phát hiện ra mối quan hệ giữa em và Bun Sang Hiếc rồi, tính sao đây? Tóm lại là em nên thận trọng, kể cả với Bun Sang Hiếc hay mẹ anh. Chắc giám đốc không nghi ngờ Saron đâu nhỉ? Không hề. Mẹ anh vẫn nghĩ Bông Sơn Hoa và Saron là hai người hoàn toàn khác nhau. Dù thế nào thì vẫn nên thận trọng để không bị phát hiện. Em biết rồi, em sẽ thận trọng. Nào, lần này là thịt. Ăn giỏi quá nhỉ, nhóc con của ông. Cháu không phải nhóc con, cháu là Moon Thê Giang. Ừ, đúng rồi, Moon Thê Giang. Này Chê Minh, dù trai hay gái cũng được, miễn là họ Jun. Bố lại thế rồi, giờ ăn cơm thì chỉ nên ăn cơm thôi, kẻo Saron nghẹn đấy. Em thấy thời nay vợ chồng không có con hay nhận con nuôi lắm. Dù không phải là con ruột của mình, nhưng vẫn có thể nuôi nấng bằng tình yêu thương mà. Đúng không mình? Sao em lại nói thế? Phải cố gắng đến khi nào sinh ra máu mủ của mình mới thôi chứ. Máu mủ nhà người khác làm sao giống với máu mủ nhà mình được. Em chỉ nói thế thôi. Anh cũng thật là... Anh có thấy mẹ và Jun chê kiêng hơi lạ không? Cũng có vẻ như thế. Sao thế? Anh thấy các đôi mới cưới, vợ vẫn hay thắt cà vạt cho chồng mà. Này anh, chắc anh muốn bắt chước các đôi khác, nhưng em xin từ chối. Bình à, thắt cho anh đi. Sao anh cứ thế? Em đã bảo những lúc thế này càng lộ rõ là anh kém tuổi hơn mà. Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi nhé. Đừng có nhìn như thế, trông giống vợ chồng thật.
Chúng mình làm vợ chồng thật có được không? Anh đừng làm thế này. Em không đủ tư cách đón nhận tình yêu của anh trên mình. Với lại em không có thời gian rảnh rỗi thế này đâu. Xe biếc vẫn còn sống, phải tìm bằng được xe biếc. Đúng rồi, nên tìm từ đâu trước nhỉ? Trước tiên xác nhận chắc chắn xe biếc còn sống trước đã. Sao chính phẩm phu nhân lại đến đây nữa thế này? Tôi đến vì muốn xác nhận vài chuyện. À vâng, mời chị ngồi. À, chị dùng cà phê nhé. Tôi không uống đâu. Chị ngồi xuống đây đi. Vâng. Đứa bé trong bức ảnh tôi thấy lần trước là con của ai vậy? Dạ, là cháu của bạn tôi. Cháu của bạn tôi. Nhà có khách à? Tôi nghe Bông Sơn Hoa kể hết rồi nên mới đến đây. Chị đừng quanh co nữa. Sao? Chị nghe Bông Sơn Hoa kể hết chuyện gì rồi đến đây vậy? Thấy bảo Bông Sơn Hoa từng là con dâu của chị. Con của Bông Sơn Hoa và con rể tôi chính là đứa bé mà chị nói dối tôi là cháu nội của bạn chị. Chuyện đó, đây chẳng phải là kết hôn lừa đảo hay sao? Con chị có cả con rồi mà chị vẫn giấu chúng tôi rồi gả vợ cho nó. Chị lừa dối chúng tôi như thế mà được à? Cả cậu Moon Sang-hyuk cũng thế. Giả vờ như không có chuyện gì rồi về nhà người khác làm gì. Còn con mình thì bỏ mặc. Chị thông ra. Đúng là tôi sai khi đã lừa dối nhà chị, nên tôi không dám nói gì. Nhưng càng nghe, tôi càng thấy chị nói hơi quá đáng rồi đấy. Sao cơ? Sao chị lại bảo là kết hôn lừa đảo? Chị Kiều biết Sang-hyuk nhà tôi đã có con rồi mà vẫn lấy. Đâu chỉ là biết thôi. Con bé chia rẽ Sang-hyuk nhà tôi với Bông Sơn Hoa, cứ bám giết lấy Sang-hyuk nhà tôi nên đành phải lấy. Thế mà sao chị lại coi chúng tôi như kẻ lừa đảo? Không thể tin nổi. Vậy chị vẫn nghĩ là chị làm đúng ư? Tôi có làm gì sai đâu? Chúng nó thành người lớn cả rồi. Cuộc đời chúng nó thì chúng nó tự lo chứ. Bố mẹ cũng có sống thay được đâu mà xen vào làm gì. Giờ tôi mới thấy câu đã ăn cắp còn la làng cũng nên có chừng mực quả là đúng. Chị muốn tính toán thì về nhà tính toán với con gái chị đi. Sang-hyuk nhà tôi luôn ngẩng cao đầu, không có gì hổ thẹn với bản thân hết. Mai ra cứ luyến thoáng cái mồm, sắp chết rồi mà vẫn bênh con trai. Chắc chính phẩm phu nhân đó cũng điên tiết lắm đây. Tôi cứ thắc mắc không biết cậu Sang-hyuk giống ai mà trơ trẽn như thế. Hóa ra là giống mẹ. Này chị đã hiểu rõ nhân cách của con gái chị chưa? Đúng là chó chê mèo lắm lông. Chị Kiên coi mẹ chồng không khác gì cái hót xác, không thể chấp nhận được. Chị thông gia có 10 cái miệng cũng không dám nói gì với tôi đâu. Chị ăn nói thô thiển và sỗ sàng quá đấy. Vâng vâng, xem ra nhà chị cao sang nên mới dạy dỗ con cái kiểu đó. Đúng là cậy có tiền nên tinh tướng. Này chị, tôi cậy có tiền nên tinh tướng bao giờ? Tôi đang hỏi chị vì sao chị lại nói dối chúng tôi rồi cho con chị kết hôn lừa đảo cơ mà. Tôi đang hỏi chuyện đó, tôi đã nói rồi còn gì. Là vì chị Kiên muốn thế. Thôi được rồi. Bực cả mình. Vậy còn đứa bé đó? Theo Bông Sơn Hoa nói thì đứa bé đó đã mất rồi. Có đúng như thế không? Gì cơ?
Chuyện đó đúng hay không đúng thì sao tôi lại phải nói với chị Thông ra? Liên quan gì đến chị? Vì đó là con trai của con rể tôi, vậy thì cũng có liên quan đến Thê Giang, cháu ngoại tôi. Sau này biết đâu nhà chị lại nói dối rồi đâm sau lưng chúng tôi nữa. Thế nên chị nói luôn bây giờ đi. Đứa bé đó đâu rồi? Có đúng là mất thật rồi không? Mất rồi thì mới nói là mất rồi chứ. Rõ thật là. Gì cơ? Bun Sang Hiếc nói như thế ư? Vậy tức là Sebiết vẫn còn sống và đang ở đâu đó ư? Vâng, hôm qua em thăm dò Bun Sang Hiếc rồi. Nhìn ánh mắt anh ta thì em đoán là Sebiết còn sống. Bác ơi, hồi Sebiết nhập viện, bác đến thăm thì thấy Sebiết thế nào? Nào, đâu đã kịp thăm hay làm gì? Bác vừa đến nơi thì nghe tin thằng bé đi rồi, làm bác hốt hoảng. Dạ, bác còn không biết Sebiết nhà mình ốm nữa là. Lúc đến nhà tang lễ, bác mới biết tin thằng bé ra đi vì bị viêm phổi mà không kịp trở tay. Bọn họ bế Sebiết đi như cướp thằng bé từ tay bác rồi không hiểu trông nom kiểu gì mà để thằng bé ra nông nỗi đó. Đau lòng chết mất. Nếu đúng là Sebiết còn sống thì phải đi tìm ngay thôi. Vâng, em định cùng anh Jaemin đến bệnh viện đó trước. Nhật ký giao ca. Vâng, vẫn còn nhật ký giao ca liên quan đến bệnh nhân Moon Sebiết đây. Làm ơn cho tôi hỏi bác sĩ điều trị là ai? Trên giấy chứng tử có ghi tên bác sĩ điều trị đúng không? Sao lại là giấy chứng tử? Bệnh nhân Moon Sebiết được điều trị bình phục rồi xuất viện rồi cơ mà. Được điều trị bình phục rồi xuất viện ư? Liệu chúng tôi có thể gặp bác sĩ điều trị hồi đó được không? Chờ tôi một lát để tôi gọi điện. Sebiết không hề mất do viêm phổi. Chắc chắn là còn sống. Ừ, có hy vọng rồi. Nhưng chưa biết thế nào, em phải thật bình tĩnh nhé. Rốt cuộc, Moon Sang Hiếc đã làm gì Sebiết rồi? Nếu Sebiết còn sống thì... chắc là có lý do khiến Moon Sang Hiếc làm đến mức đó. Lý do cậu ta phải giấu giếm với lời nói dối kinh hoàng như thế. Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Moon Sebiết hồi đó đang đi đào tạo bên nước ngoài, nên không biết khi nào mới về. Vậy sao? Cô cũng to gan thật, làm đủ trò lố bịch khiến tôi bẽ mặt. Còn không làm gì sai hết. Mẹ chỉ tin lời của Bông Sơn Hoa mà có tin con đâu. Cô có lỗi còn gì? Cô luôn luôn lừa mọi người bằng những lời dối trá. Con đã nói chuyện con vô sinh là chuyện không thể tránh khỏi rồi còn gì. Nếu mẹ là mẹ đẻ con thì con tin chắc mẹ sẽ đứng về phía con và con sẽ nói hết với mẹ. Nhưng lúc nào mẹ cũng chỉ trực chờ để đuổi con đi thì làm sao con dám nói đây? Đã lừa bố mẹ rồi mà còn cho là mình làm đúng ư? Mẹ ư, đừng có gọi như thế nữa. Là con mà lại đi theo dõi mẹ rồi uy hiếp, làm thế có còn là mẹ con nữa không? Mẹ là người khơi mào chứ. Vô tình con biết được mối quan hệ của mẹ với người đàn ông đó nên con mới tìm hiểu thôi. Thà mẹ bị con phát hiện còn hơn là bị bố phát hiện, đúng không mẹ? Cái gì? Nếu đã đồng ý cùng giữ bí mật thì phải thôi luôn chứ. Đằng này mẹ lại định đi đến cùng ư? Xem ra mẹ muốn mách bố rằng con là kẻ giết người rồi đuổi con đi. Vậy thì con cũng sẽ mách bố về chuyện mẹ ngoại tình. Tưởng muốn nói gì là nói à? Chính mẹ đã khiêu khích chứ, sao mẹ cứ muốn đẩy con ra? Một khi bị dồn vào đường cùng thì chuột cũng sẽ quay ra cắn lại mèo đấy. Cô phản ứng thế này lại càng khiến tôi tin lời Bông Sơn Hoa nói hơn. Vậy sao? Thế mẹ định làm gì con? Giờ không phải là lúc hoanh hoang thế này đâu. Cướp chồng của người khác rồi lừa bố mẹ và kết hôn, trong khi họ đã có cả con rồi. Như thế vẫn chưa đủ, sảy thai rồi bị vô sinh thì lại nhận con nuôi và nói dối là máu mủ của nhà này. Không những thế, còn phạm tội giết người nữa. Bực mình đến nỗi không thể thốt nên lời nữa. Tôi sẽ vạch trần tất cả để bố cô thấy cô là hạng người thế nào, rồi sẽ khiến bố cô từ mặt cô. Cứ chờ đấy.
Mẹ cứ thử làm thế đi, con cũng tò mò về kết quả lắm. Mẹ giống y hệt Bông Xuân Hoa cáo buộc con tội giết người trong khi con không hề giết. Nếu anh Chê Minh mà làm thế thì không khéo mẹ đã tống Bông Xuân Hoa vào tù vì tội hủy hoại danh dự rồi nhỉ. Im ngay đi, mẹ nhớ cho kỹ một điều này. Nếu mẹ mà lôi con đi thì con cũng không đi một mình đâu. Đến lúc đó không còn mẹ con gì nữa hết. Có im đi không thì bảo. Cô dựa vào cái gì mà dám cao giọng thế này? Cô tưởng mình giỏi giang lắm à? Con cũng sẽ không để yên đâu. Vị trí phu nhân chủ tịch tập đoàn Lê Quốc con có thể hủy hoại nó. Mẹ tưởng con không dám làm ư? Con sẽ cho mẹ thấy chuột cũng có thể cắn mèo khi bị dồn vào đường cùng. Thế à? Cứ chờ đấy mà xem. Được rồi. Vì hệ rằng Bông Xuân Hoa, đúng là mẹ nào con đấy. Các người tưởng tôi sẽ để yên ư? Thử động vào tôi xem, tôi sẽ xé xác các người ra. Giám đốc tìm tôi ạ? Là tác phẩm của cậu đúng không? Tôi chưa hiểu ý giám đốc. Tôi đã đón cậu về đấy. Không phải Jun Jae Kyung mà là tôi. Vậy mà cậu dám phản bội tôi ư? Giám đốc hiểu lầm rồi. Hiểu lầm sao? Cậu biết hết về mối quan hệ giữa Moon Sang Hyuk và Bông Xuân Hoa còn gì? Vậy mà khi tôi bảo cậu báo cáo thì cậu lại báo cáo sai ư? Giám đốc, tôi đã đón cậu từ trại trẻ mồ côi về từ năm cậu 12 tuổi. Tôi đã nuôi nấng cậu, cho ăn, cho mặc, rồi cho cả học đại học và sống sung sướng. Để rồi cậu báo đáp tôi thế này ư? Giám đốc, Chế Kiên cũng không khác gì. Dù không chung máu mủ, nhưng tôi cũng đã đón nó về sống cùng một nhà từ năm nó 12 tuổi, rồi chăm sóc nó với vai trò của một người mẹ. Vậy mà tôi nhận lại gì đây? Xem ra tôi đã sống uổng rồi. Không phải thế đâu giám đốc. Tôi vẫn luôn biết ơn giám đốc. Tôi đã tin cậu. Sao cậu có thể phản bội tôi thế này? Có phải cậu yêu Chê Kiêng không? Nhìn ánh mắt cũng đủ hiểu rồi. Nếu thế thì không còn gì để nói nữa. Ra ngoài đi. Không phải đâu giám đốc. Làm sao tôi dám có tình cảm với Chê Kiêng? Trưởng phòng Jun, giám đốc hiểu lầm rồi. Xin giám đốc cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi sẽ không làm chuyện như này nữa. Hi bếp. Mình có làm gì đâu mà cậu để mình mang nhục. Cậu có còn là bạn mình nữa không thế? Cậu mang nhục bao giờ mà bảo thế? Còn không à? Cậu lừa người ta. Bảo con của Bông Xuân Hoa là cháu mình còn gì. Làm phu nhân tập đoàn Lê Quốc tưởng cậu và mình vào hùa với nhau rồi nói dối, nên bà ấy nhìn mình với con mắt không khác gì nhìn sâu bọ. Này, không thế thì mình cũng đã bực bội lắm rồi. Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Chọn đồ nhanh lên đi. Ôi, đồ ăn ở đây đa dạng thật đấy. Có đủ cả rồi thì chỉ cần đi một lần là mua được hết. Ừ nhỉ. Thời nay tiện thật. Ngày xưa cứ phải nhặt từng loại rau, rồi nào là trần, nào là chiên, xào. Giờ thì nhàn tênh. Ừ, phải ăn thử món này mới được. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đây mà là ngõ hẹp ư? Là cửa hàng tiện lợi chứ. Nói chuyện với tôi đi. Tôi không có chuyện gì cần nói với cậu hết. Lại định chạy trốn đấy à? Bốc Xuân, lâu rồi không gặp gì. Cậu vui khi gặp tôi thế sao? Tất nhiên, sao lại không vui chứ?
Tuy là tôi có tội với cậu, tiền thì có rồi cũng thành không có, không có rồi cũng sẽ có. Định nói như thế chứ gì? Ôi trời ơi, cậu đi quốc trong bụng tôi rồi. Tôi học cùng cậu 6 năm từ cấp 2 đến cấp 3 đấy. Sau đó tôi đi học đại học, còn cậu đi làm, nhưng vẫn chơi với nhau đến khi tôi sinh thằng lớn. Chẳng nhẽ tôi lại không hiểu cậu? Cậu định nói gì tôi đều biết cả. Đúng rồi, cậu biết cả rồi thì tôi còn biết nói gì thêm nữa đây? Tôi sẽ trả tiền cho cậu, cũng không đáng là bao, nên đừng coi tôi như tội phạm như thế nữa. Gì cơ? Không ai đoán trước được số phận đâu. Cậu chỉ cần biết thế thôi. Cậu sắp trở thành con sâu của tôi rồi đấy. Bình ơi, Bình ơi, em đến rồi này. Bình ơi, em đến rồi. Tôi đi đổ rác, vừa quay vào thì chị ấy đã đi theo sau rồi. Xin lỗi phu nhân. Đến rồi thì ngồi đi. Còn chưa ra đi, lại đến đây làm gì nữa? Bình à, anh biết là em bị lừa vụ kim cương rồi mà sao vẫn lờ đi như thế? Em buồn đến nỗi không thể chịu được nên mới đến đây. Buồn ư? Hết tiền nên mò đến thì có. Thấy cô khoe khoang nhẫn kim cương như thế thì ra là bị lừa. Chị muốn cười mỉa thì cứ cười đi. Tôi ấy à, tôi không thấy xấu hổ gì hết. Đến tình yêu của anh Đê Phúc, chúng ta còn cùng chia sẻ thì chuyện bị lừa có gì to tát đâu. Cái gì, tình yêu ư? Cô này hay thật, tưởng muốn nói gì thì nói à, có ra ngay không thì bảo. Anh sao thế? Chị đã chính thức thừa nhận mối quan hệ giữa anh và em rồi mà. Bình à, em thấy cô đơn nên đi uống rượu đấy. Lui ra kia đi. Ai cho đến đây lẻ này? Chị, cả ba chúng ta sống cùng nhau có được không? Nói mà không thấy xấu hổ với con cái à? Có ra ngay không thì bảo. Cứ coi như chưa thấy gì đi. Có cả con dâu như thế kia rồi, thế thì cũng là con dâu của em rồi còn gì, đúng không, chủ tịch? Còn chưa ra đi. Gặp ở đâu rồi thì phải? Gặp ở đâu ấy nhỉ? Rõ ràng là gặp rồi. Trưởng phòng Kim, mau qua đây rồi đưa cô ta đi đi. Ừ, Gina, em thử tìm xem có cách nào để chị có thể tìm hiểu về tung tích của Sevier sau khi xuất viện không? À, suýt nữa thì gay go. Vụ kim cương, hình như mẹ chê kiêng nhớ mặt chị. Ừ, chị biết rồi. Vậy mai gặp nhé. Mà có chuyện gì với chị thế? À, thế bảo chị về quê. Chị lên khi nào vậy? Mới hôm qua. Chị hỏi này, em có được nhìn mặt người xe buýt lần cuối không? Dạ. À, không. Em không được nhìn ư? Vâng. Hồi đó, em đến nhà chị họ. Nhưng đột nhiên thấy báo tin là xe buýt bị như thế, em hốt hoảng quay về thì đã hỏa táng xong và an vị ở nhà gửi cho cốt rồi. Đưa đến nhà gửi cho cốt luôn ư? Em thấy thật áy náy với xe biết vì không được nhìn mặt xe biết lần cuối. Em có thấy mẹ theo anh sang Hiếp, sang Pháp bao giờ không? À, hồi đó chị dâu sinh nên mẹ có sang một lần. Nhưng mà kỳ lạ là chị ấy chưa bao giờ gửi ảnh thê giang về cho mẹ và em xem. Mẹ cũng chẳng thúc giục gửi ảnh gì cả. Thế à? Chị, em xin lỗi chị. Trong chuyện của xe biếc, em cũng không thể làm khác. Mà sao tự dưng chị lại hỏi về xe biếc? Thật ra, chị đến nhà gửi cho cốt của xe biếc, nhưng hũ cho cốt của xe biếc không có gì cả. Mà theo mẹ và anh Sang Hiếc nói thì họ đã giải cho cốt của xe biếc ra sông. Sao cơ? Đâu có làm thế. Sang Mi, chị nhờ em việc này. Có thể xe biếc vẫn còn sống, nhưng không biết có phải xe biếc được gửi đi nơi khác hay không. Em tìm hiểu giúp chị được không? Xe biếc còn sống ư?
Em biết rồi, để em thử hỏi mẹ xem. Mà chị ơi, có thật là Sebip còn sống không? Chị mong là như thế. Chỉ cần Sebip còn sống thì chị sẽ không căm ghét ai nữa và sẽ sống hạnh phúc. Chỉ cần Sebip còn sống thôi. Mà mẹ ơi, không hiểu sao hôm nay con thấy nhớ Sebip quá. Giá mà Sebip còn sống thì vui biết bao nhỉ. Sao tự dưng lại nhắc đến Sebip? Này, cũng chỉ vì thằng bé mà hôm trước chính phẩm phu nhân xông vào nhà rồi cãi nhau với mẹ cháu đến sùi bọt mép ra đấy. Cậu có ngậm ngay cái miệng nó lại không? Thì thế ai bảo cậu nói dối Sebip là cháu mình? Thế mà đến câu xin lỗi mình cũng không nói được. Vì đoán là mẹ cháu đang giấu giếm chuyện gì đó về Sebip. Cũng có thể là thằng bé còn sống và đang ở đâu đó. Anh Đai Bông. Dạ. Vâng, em biết rồi. Em đến ngay đây. Chào nhé. Cậu ta đúng là rắc bột ớt lên xong rồi đi đấy. Mẹ, Sebip còn sống đúng không? Hả? Đến con gái mẹ mà mẹ cũng không tin à? Mẹ cứ nói hết với con đi. Làm con có cảm giác bị mẹ xa cách. Đúng thế. Thực ra Sebip chưa chết đâu. Gì cơ? Vậy ra thời gian qua tất cả đều là giả dối hay sao? Mẹ lừa cả con gái mẹ ư? Thì không có cách nào khác do hoàn cảnh. Vậy bây giờ Sebip nhà mình đang ở đâu? Mẹ gửi Sebip vào trại trẻ mồ côi rồi à? Con bé này sao hôm nay cứ hỏi vặn vẹo thế? Vâng, gà rán may ra xin nghe. Vâng vâng, quán chúng tôi có giao tận nơi. Vâng vâng. Sang mi đoạn ghi âm. Đến con gái mẹ mà mẹ cũng không tin à? Mẹ cứ nói hết với con đi. Làm con có cảm giác bị mẹ xa cách. Đúng thế. Thực ra Sebip chưa chết đâu. Cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông trời. Sơn Hoa, giờ thì tốt rồi. Sebip còn sống. Thằng bé còn sống. Trời ơi, cảm ơn ông trời. Bác ơi, giờ cháu có chết cũng không oán hận gì. Sebip chưa chết, thằng bé đang ở đâu đó. Bác ơi, cháu không biết đây là mơ hay là gì nữa. Không phải mơ đúng không? Ừ, không phải mơ đâu. Lẽ nào chị ta lại nói dối với cả con gái mình? Mau đi tìm thôi. Giờ chỉ cần tìm Sebip là được. Vậy là được rồi. Anh ơi, em sẽ đi tìm Sebip ngay đây. Ừ. Bác, Sebip đang ở đâu? Sao lại hỏi thế nữa? Sao bác bảo Sebip còn sống cơ mà? Con nghe hết đoạn ghi âm bác nói chuyện với Sang Mi rồi. Vì thế bác đừng giả vờ như không biết nữa. Sebip đang ở đâu? Chuyện đó thì... giờ lại còn ghi âm nữa cơ à? Đúng là đáng sợ. Con hỏi Sebip đang ở đâu? Bác bỏ thằng bé ở đâu rồi? Bác nói đi. Bác, con bé này thật là... bác vẫn quyết giả vờ không biết đến cùng phải không? Nếu thế thì con sẽ đi hỏi anh Sang Hiếp. Cho đi làm con nuôi rồi. Đúng thế, Sebip. Thực ra không phải đã mất. Vì Sang Hiếp kết hôn nên không còn cách nào khác, đành cho đi làm con nuôi rồi. Cho đi làm con nuôi ư? Ở đâu ạ? Đồ độc ác này, sao không muốn biết chuyện đó thế? Còn sống thì đằng nào cũng không gặp được nữa, thì cứ coi như thằng bé đã mất rồi đi. Bác cho Sebip
đi làm con nuôi ở đâu rồi? Con chỉ cần biết chuyện đó thôi. Bác nói cho con biết đi, được không? Bác không biết. Vì Sang Hiếp là người cho Sê biết đi làm con nuôi. Này Sơn Hoa, ôi trời ơi, làm sao đây? Tại mình phát ngôn bừa bãi ư? Ôi trời ơi, cái mồm này, giờ không phải lúc thế này. Ôi trời ơi, làm sao bây giờ? Vâng, mẹ. Mẹ bảo sao cơ? Xuân Hoa biết chuyện Sê Bích còn sống rồi ư? Sao mẹ lại nói ra chuyện đó? Dạ, cho đi làm con nuôi ư? Con biết rồi. Thôi nhé mẹ. Đối tác phó phòng bông. Xuân Hoa, em sẽ không tính toán gì với anh đâu. Anh nói cho em biết Sê Biếc đang ở đâu đi. Được không anh? Anh nói đi. Sê Biếc đang ở đâu? Em có đi thì Sê Biếc cũng không nhận ra em là mẹ thằng bé đâu. Vậy còn đi gặp làm gì? Chắc Sê Biếc vẫn nghĩ bố mẹ nuôi là bố mẹ ruột. Anh xin lỗi. Anh sợ em khổ sở hơn nên nói dối là Sê Biếc đã mất. Nhưng Sê Biếc đang sống rất tốt. Thế là được rồi, đúng không? Vì thế chờ Sê Biếc lớn lên rồi khi đó hãy gặp. Vậy em chỉ nhìn mặt thằng bé một lát thôi. Anh nói cho em biết đi. Em sẽ nấp từ đằng xa rồi xem thằng bé đã lớn gần nào. Mặt mũi thay đổi ra làm sao thôi. Anh nói cho em biết đi. Sê Biếc đang ở đâu? Tên là gì? Và sống với bố mẹ như thế nào? Anh Sê Biếc hay là chuyện cho Sê Biếc đi làm con nuôi cũng là nói dối? Anh đã bỏ thằng bé ở trại trẻ mồ côi đúng không? Không phải thế, mà là thằng bé ra nước ngoài định cư rồi từ năm ngoái. Gì cơ? Em đừng đi tìm nữa. Em mà xuất hiện thì sẽ khiến Sê Biếc rối bời hơn đấy. Hơn nữa em lại có tiền án nữa, làm sao mà đi gặp được? Làm thế sẽ khiến bố mẹ đang nuôi Sê Biếc khó xử. Thì thế sao anh lại cho thằng bé đi làm con nuôi? Tại sao chứ? Phải gửi cho bác ở tiệm bánh Han Ốc chứ. Sao lại chia rẽ em với Sê Biếc? Tại sao? Làm sao gửi cho nhà đó được? Cứ cho là em gặp Sê Biếc đi. Sau này khi Sê Biếc lớn lên mà biết mẹ mình có tiền án thì sẽ thế nào đây? Không những thế lại là tiền án trọng tội. Im đi. Ai bảo tôi có tiền án? Tôi vô tội đấy. Anh biết rõ đó là trò của Jun Jae-kyung rồi mà còn có tư cách buộc tội tôi ư? Bông Sơn Hoa, sao anh lại gửi con mình đi xa như thế? Anh có còn là bố nữa không? Để con đi xa như thế mà anh vẫn ăn ngon ngủ yên được ư? Phải gửi cho bác ở tiệm bánh Han Ốc chứ. Dù Jun Jae-kyung không thích đi chăng nữa thì phải để thằng bé ở gần mà trông nom chứ. Sơn Hoa, đi tìm Sê Biếc về cho tôi. Tôi phải tận mắt chứng kiến Sê Biếc đang sống yên ổn. Không thì tôi không thể tin Moon Sang-hyuk. Đi tìm Sê Biếc về đây cho tôi. Sê Biếc đang ở đâu? Moon Sang-hyuk, trung tâm giới thiệu con nuôi ở đâu? Ở đâu? Anh không biết, không biết. Anh không qua trung tâm giới thiệu con nuôi một cách chính thống. Xin em hãy thôi đi. Gì cơ? Không theo cách chính thống ư? Đúng thế. Chừng nào tôi chưa được tận mắt chứng kiến Sê Biếc đang sống yên ổn thì dự án đô thị chơi sao? Đừng có mơ, đến nước cháo cũng không có mà hút đâu. Sơn Hoa, chuyện đó tôi cảnh cáo anh. Nói cho tôi biết Sê Biếc đang ở đâu. Không thì tôi sẽ nói hết cho chủ tịch biết về quá khứ của anh và Sê Biếc rồi lật đổ tất cả. Tôi sẽ đấu đến cùng.
hiểu chưa? Gì cơ? Vậy bông sen hoa đã biết sẽ biết còn sống rồi ư? Ừ, làm sao lại biết? Làm sao cô ta biết được? Bây giờ chuyện làm sao cô ta biết được không còn quan trọng nữa. Quan trọng là sau này phải đối phó ra sao, phải bàn bạc chuyện đó chứ. Sao lúc nào anh cũng gây ra chuyện xong lại bảo em xử lý hậu quả? Biết thế thì phải giữ mồm giữ miệng từ trước chứ. Sơn Hoa phát hiện ra thì anh biết làm thế nào? Tóm lại anh đã nói với Sơn Hoa là Sê Biếc được cho đi làm con nuôi rồi. Sơn Hoa cứ ngẩng lên hỏi Sê Biếc được cho đi làm con nuôi ở đâu. Anh lo sẽ có lúc cô ta phát hiện ra Sê Biếc là Thê Giang. Tuyệt đối không được để như thế. Bông Sơn Hoa mà phát hiện ra thân thế của Thê Giang thì chúng ta sẽ chấm hết. Anh tự đi mà lo liệu đi. Em cảm giác như là giấc mơ thật. Sê Biếc nhà em còn sống. Ừ, thật sự là rất may. Chuyện này đúng là phải cảm ơn ông trời. Không khác nào đứa con đã chết hồi sinh. Chị, chúc mừng chị, tốt quá rồi. Mà Bun Sang Hiết nói là cho Sê Biếc đi làm con nuôi rồi đúng không? Nhưng không biết là thằng bé đã đi đâu ư? Vâng, nhất định em sẽ tìm ra Sê Biếc. Không chỉ ra nước ngoài, dù phải đi đến tận cùng trái đất thì em cũng sẽ tìm ra Sê Biếc rồi đón về đây. Phải thế chứ? Chắc Sê Biếc lớn lắm rồi nhỉ? Tính ra bây giờ tầm 5 tuổi rồi chăng? Vâng. Hồi ở trong tù, đã rất nhiều lần em tưởng tượng ra dáng vẻ của Sê Biếc lúc 5 tuổi. Chắc thằng bé lớn lắm rồi nhỉ? Em rất nhớ và tò mò về thằng bé. Rốt cuộc là Sê Biếc đã được đưa đi đâu? Bun Sang Hiếc nói là gia đình nhận nuôi Sê Biếc đã ra nước ngoài định cư. Nhưng em đoán là anh ta nói dối. Em có cảm giác anh ta quanh co để khiến em bỏ cuộc. Hơn nữa em cũng thấy nghi khi anh ta nói không cho con đi làm con nuôi qua trung tâm giới thiệu con nuôi. Cũng có thể cậu ta sợ Sơn Hoa truy lùng trung tâm giới thiệu con nuôi nên sắp đặt sẵn từ trước. Có thể như thế lắm. Trước mắt chị Cơm Đốc và cô Gina sẽ cùng tôi truy lùng các trung tâm giới thiệu con nuôi trước. Đúng đấy. Vâng, trước tiên giả soát qua máy tính đã. Được mọi người giúp đỡ, em cũng sẽ tìm hiểu. Thế rồi chê kiêng đổi đoá lên à? Con không nói việc Sơn Hoa phát hiện ra Sê Biếc còn sống là do mẹ lưỡng biện đâu. Thật không hổ danh là con trai mẹ. Nếu biết là tại cái miệng của mẹ thì Chê Kiên còn nổi đoá hơn thế. Mà phải ngăn Sơn Hoa lại. Làm thế nào đây? Sơn Hoa mà biết Sê Biếc là Thê Giang thì sẽ nhảy dựng lên đòi lại con cho mà xem. Rõ như ban ngày rồi. Tóm lại là con đến để hỏi mẹ xem có nghĩ ra cách gì hay không. Đầu mẹ thì làm sao nghĩ ra cách gì hay cơ chứ? Dù sao cũng gây go rồi. Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được để Sơn Hoa biết Sê Biếc là Thê Giang. Mà mẹ này, sao Sơn Hoa lại biết chuyện mà đến gặp mẹ? Là tại con Sang Mi ghi âm chuyện mẹ nói rồi gửi cho Sơn Hoa đấy. Dạ, Sang Mi ư? Sao em lại làm cả trò đó cho Sơn Hoa? Em làm gì cơ? Sao bảo em ghi âm cả chuyện mẹ nói? Anh không thấy anh thật sự rất quá đáng à? Làm sao anh có thể nói Sê Biếc đã mất trong khi thằng bé còn sống? Gì cơ? Tuy anh là anh trai em, nhưng lúc thế này em chỉ mong anh không phải là anh trai của em. Sê Biếc thật đáng thương vì có một người bố như thế. Không cần em can dự vào, làm tốt việc của mình đi. Sao em lại không được can dự? Sê Biếc đang ở đâu? Thằng bé còn sống mà sao lại bảo là đã mất? Có im đi không? Đang ở công ty đấy. Em quên là nhờ ai mà em được vào công ty này làm rồi à? Biết thân biết phận mà giữ mồm giữ miệng đi, nhớ chưa? Bực cả mình. Cô chưa trả lại thẻ ra vào từ hồi còn làm ở đây à? Sao lần nào cũng lui tới đây tự nhiên như nhà cô thế? Cô định cản tôi ư? Cản được thì cứ thử xem nào. Ra ngoài, trước khi tôi gọi bảo vệ. Sao nào?
Cướp xe buýt nhà tôi đi mà không thấy cắn rứt lương tâm ư? Cướp cái gì mà cướp? Nói đi, nói rõ ràng xem cô đã cho xe buýt nhà tôi đi làm con nuôi ở đâu rồi. Chỉ riêng chuyện con trai trưởng đã chết vẫn còn sống cũng đủ biết ơn lắm rồi, không phải sao? Còn dám đến đây mà lớn tiếng à? Ngay từ đầu ai là người nói thằng bé đang bình thường đã mất, khiến người khác phát điên vì lời nói dối rồi mà còn sao cơ? Biết ơn ư? Xe buýt nhà tôi đang ở đây, nói đi. Tôi không biết. Tôi không can dự vào chuyện cho xe buýt đi làm con nuôi. Mẹ và anh sang hiếp tự lo liệu. Vì thế, mau biến đi. Jun Jae Kyung, hồi đó trong bụng cô đã có Thê Giang rồi còn gì. Là một người mẹ thì làm sao cô có thể cho xe buýt nhà tôi đi làm con nuôi? Cô không thấy thương xe buýt nhà tôi ư? Đúng thế, tôi thấy thương thằng bé khi gặp nhầm mẹ. Thế nên tôi đã khuyên anh sang hiếp cho đi làm con nuôi nhà nào tử tế. Như thế là được rồi. Còn có thể làm thế nào với kẻ thù không đội trời chung nữa? Nếu thế thì cô phải lạy ngược tôi mới đúng chứ. Để cảm ơn. Này, cô tưởng muốn nói gì là nói à? Mọi nguyên căn đều từ cô mà ra hết. Cô đã xuất hiện trong cuộc đời tôi rồi hủy hoại và trà đạp tôi còn gì. Buông ra. Lại ngang ngược nữa rồi. Cô chưa thấy chán à? Cứ động cái là lấy tôi ra làm cái cớ. Thế nên mới không khá lên được. Thay vì làm thế này thì tìm cách xem làm thế nào để đường hoàng đứng trước mặt con đi. Liệu xem biết có muốn gặp người mẹ có tiền án không? Nếu tôi là cô thì tôi sẽ thấy xấu hổ với thằng bé và không xuất hiện nữa. Thà rằng lặng lẽ cầu nguyện cho con mình sống yên ổn đi. Có gì giỏi giang mà đi hết chỗ này đến chỗ nọ đào bới chuyện lên. Có làm thế thì xe biết cũng không xuất hiện trước mặt cô đâu. Im đi. Đừng nói liên thuyên nữa. Đi tìm xe biết về đây cho tôi. Biết ở đâu mà tìm. Nghe cho rõ đây. Nếu không tìm được xe biết thì tôi sẽ đến gặp bố cô rồi phanh phui quá khứ của Moon Sang Hyuk, xe biết và cả tội giết người của cô nữa. Vì thế cứ chờ đấy. Cứ động cái là đe dọa. Dù hề ran bông sơn hoa, sao ai cũng làm loạn lên đòi mách bố tôi thế? Này cô, gì đây? Nhận ra mình rồi chăng? Nghe thấy người ta gọi thì phải quay lại nhìn chứ. Có chuyện gì sao ạ? Tôi định nói là hình như tôi gặp cô ở đâu đó rồi. Có phải ở Trân Đam Đông? Vâng, trưởng phòng. À, vâng. Bây giờ sao? Vâng, tôi đến ngay đây. Ơ hay cô... Không phải à? Sao con lại cau có thế này? Đang lo lắng chuyện gì à? Mẹ lại đến đây làm gì nữa? Thế bảo hôm trước mẹ đến nhà ăn vạ ư? Cứ nói đi, để mẹ giải quyết cho. Mẹ thì biết gì mà giải quyết? Có một cô này không hiểu sao đàn ông cứ ngậu lên đòi giúp cô ta. Ôi, con rể Moon ngoại tình à? Ngoại tình gì chứ? Không phải đâu. Vậy thì có gì mà phải lo lắng? Không phải ngoại tình, nhưng cả anh Chê Min lẫn bố Thê Giang đều đối tốt với cô ta. Là con thực sự không thể hiểu nổi cô ta là ai. Họ đối tốt với cô ta như thế nào? Cô ta suốt ngày làm ra vẻ mình đáng thương. Số cô ta bất hạnh nên con trai cũng mất. Còn mũi bà, nhưng bà cũng lại mất sớm. Rồi cô ta mới đi tù về vì dính líu đến chuyện không hay. Ôi trời ơi, ý là yếu đuối trước cô ta chứ gì? Đó là lòng trắc ẩn rồi. Đàn ông thấy phụ nữ đáng thương thì sẽ thể hiện tinh thần hiệp sĩ, rồi động lòng thương và giúp đỡ cô ta. À, yên xem nào. Đúng là thế rồi. Mẹ ơi, con đến rồi. Mẹ sao thế? Sao ư? Con có đúng là con gái mẹ không hả? Có chuyện gì thế mẹ? Sao tự dưng mẹ lại thế? Sao con dám phản bội mẹ? Con nói với Sơn Hoa là xe biết còn sống đúng không? Không những thế lại còn ghi âm cả cuộc nói chuyện với mẹ nữa. Mẹ, ai mới là người có lỗi mà mẹ lại lớn tiếng? Vậy việc mẹ nói xe biết vừa là cháu của con, vừa là đích tôn của mẹ đã mất là đúng à? Là bà mà sao lại làm như thế ạ? À? Vì hoàn cảnh nên mới phải nói thế. Con cũng tò mò muốn biết xe biết đang ở đâu, thế nên con mới làm thế. Rốt cuộc là xe biết đang ở đâu? Từ giờ mẹ sẽ không nói gì với con nữa. Con là gián điệp. Gián điệp gì chứ? Rốt cuộc con về phe nào?
mẹ cho con ăn, cho con ở mà không biết con là gián điệp. Con ra ở riêng đi. Thật không mẹ? Có thật là con được ra ở riêng không mẹ? Hả? Con muốn tự lập lắm mẹ ạ. Tự lập thì định ở đâu? Có tiền mua nhà chưa? Dù sao thì con cũng muốn sống ở nơi nào mà không phải nghe giọng nói của mẹ nữa. Cái con tanh này, vất vả nuôi đến gần này mà dám nói thế à? Tóm lại là con được ra ở riêng đúng không? Con cảm ơn mẹ nhé. Ôi trời ơi, cái con không biết nghĩ kia. Mà rốt cuộc Sơn Hoa thế nào rồi? Lo quá đi. Không được để chuyện của Sơn biết đến tai chủ tịch tập đoàn Đê Phúc. Hoàng tử nhà mình hát hay mà sao lại xấu hổ thế này? Thế Giang mới học bài hát đó ở trường mầm non à? Tên bài hát là gì thế? Là Cà Chua Sành Điệu ạ. Bác cũng có biệt danh là Hoàng tử Sành Điệu đấy. Không hợp với anh gì cả. Chê Kiêng nói thế là thất lễ. Anh Chê Miên sành điệu nhất đấy. Thế nên chị mới chọn anh ấy. Đúng thế, đúng thế. Nhà mình có Chê Kiêng là hoàn hảo nhất. Đi đâu cũng được khen là giống hệt diễn viên điện ảnh. Bố mẹ cháu là nhất. Xem ra nhà mình có gen di truyền vợ chồng hòa hợp nhỉ. Này, thấy các con thế này bố rất vui. Bình à, chúng mình cũng... Thôi đi, xấu hổ chết đi được. Mẹ cũng thật là... Từ hồi nhỏ con đã để ý rồi. Con thấy mẹ có vẻ rất ít khi tiếp xúc thân mật với bố. Bố cũng định nói thế đấy. Hay là mẹ thích mẫu người kém tuổi? Dương Chê Kiêng, em nói gì thế? Tại em thấy mẹ có cảm tình với người tóc đen, dáng người cục mịch, mặt có vẻ nam tính thì phải. Chắc con nhầm rồi, Chê Kiêng. Mẹ ghét đặt mẫu người con nói. À, mình này, thứ ba tuần sau, cho Chê Kiêng và Saron về sớm một chút được không? Hình như hôm đó cũng không có cuộc họp hay việc gì quan trọng, để làm gì? Vì em có hẹn một vị khách quan trọng đến nhà. Chủ tịch, có chuyện gì thế? Em nghĩ mọi chuyện đều không còn nghĩa lý gì nữa. Với anh và với cả Chê Kiêng, ngẫm lại thì em thấy cuộc đời Park Hang Sim này thật là... Bị làm sao à? Trông sắc mặt cũng nhợt nhạt quá. Cuộc đời đầy dẫy oán hận. Thà em bị bệnh rồi ra đi còn hơn. Đúng là... Cũng đến giờ ăn trưa rồi. Ăn sáng lúc mấy giờ? Ăn từ lúc mấy giờ em cũng không nhớ nữa. Bình thường như mọi ngày đi. Đừng làm tôi khó chịu. Sao lại làm trò chưa làm bao giờ thế? Thì thế chắc em sắp chết rồi. Em cứ có ý nghĩ mọi chuyện đều không còn nghĩa lý gì nữa. Người như em chỉ tham vọng nhiều rồi để bị lừa. Em vô dụng nhỉ. Thôi đi ăn cơm đi. Có hiệu quả rồi, có hiệu quả rồi. Biết thế dùng cách này từ trước. Không đi à? Em đi đây. Đang đói, uống rượu vang có sao không? Em sẽ coi đây là bữa ăn cuối cùng với anh. Hôm nay cô làm sao thế? Làm người ta hoang mang. Đã bảo cứ hành xử như mọi ngày đi cơ mà. Vâng. Đúng là... Vâng, Bộ trưởng An. Vâng, không thế thì tôi cũng định gọi cho anh đây.
Chị Kiêng à? Mẹ thành công rồi, thành công rồi. Chuyện gì vậy mẹ? Cuối cùng thì bố con đã động lòng với mẹ rồi. Gì cơ? Dáng vẻ đáng thương chắc ẩn đó có hiệu quả rồi. Mẹ đã hóa thân thành cô gái ngây thơ. Thế là bố con không tìm được lòng. Thật sao? Tin này vui nhất trong các tin con từng nghe đấy. Mẹ, con xin mẹ cố lên, đừng để thất bại. Dạo này con như phát điên vì Juheran. Mẹ giữ chặt lấy bố đi, có thế thì con mới thở được. Mẹ biết rồi, lần này mẹ sẽ làm tròn bổn phận của người mẹ. Ừ, cố lên. Vâng, mẹ cố lên nhé. Chuyện gì thế này? Chị Cơm Đốc bảo đang tìm hiểu về trung tâm giới thiệu con nuôi rồi, nên anh định tìm hiểu hướng khác. Hướng khác ư? Cứ cho là Moon Sang Hyuk nói đúng thì anh đang tìm hiểu về cách tiếp nhận con nuôi mà không thông qua trung tâm giới thiệu con nuôi. Nghe nói ngày xưa cũng có nhiều trường hợp bí mật nhận nuôi để vờ như con ruột của mình. Thế nên anh định tìm hiểu theo hướng đó. Công nhận chồng em rất giỏi. Thật không? Được vợ khen thế này vui thật đấy. Thêm miếng nữa nào. Bố. Chê Min à? Bố đang làm gì ở đây thế này? Còn làm gì nữa? Ăn cơm. Mẹ có biết bố đến đây không? Bố là người như thế này sao? Đúng là vô lễ. Này, anh trai Chê Kiêng, cô là ai nào? Cô là mẹ của Chê Kiêng đấy. Cô là mẹ của Chê Kiêng thì cũng đáng tuổi mẹ của anh trai Chê Kiêng đấy. Thì sao ạ? Cô với chủ tịch cũng không phải xa lạ gì. Đi ăn cơm cùng nhau có một lần mà cháu cũng soi mói rồi theo đến tận đây cơ à? Thôi đi. Bình à, em nói gì sai sao? Trên Minh sai thì có. À không, nó xem chúng ta như đang ngoại tình còn gì. Chúng ta có đáng bị coi như thế không? Thế không phải chắc. Bình à, chủ tịch. Rõ thật là chủ tịch. Bình ơi, Bình à. Xin chào. Chào cô. Trên đường đi tôi sẽ giải thích. Phòng trưởng phòng. Gì thế nhỉ? Thư ký Châu và Saron đi đâu mà vội thế? Không lẽ chị ta biết chúng ta chưa thanh toán tiền thi công đô thị Chay? Không rõ nữa. Không thì Saron có việc gì mà phải đi vội như thế? Phải bảo Su Chân tìm hiểu ngay mới được. Không cần đâu, để anh đi cho. Bây giờ mẹ đang nghi ngờ trưởng phòng Kim còn gì. Mẹ mà biết về dự án đô thị Chay thì chúng ta sẽ chấm hết thật sự. Vâng, anh Chen Min. Anh biết một người chuyên môi giới con nuôi. Giờ anh đi gặp anh ta. Sơn Hoa cứ về tiệm bánh Han Ốc đi nhé. Vâng. Môi giới con nuôi ư? Vậy sắp tìm được xe biết rồi sao?
Sao tự dưng lại đi gặp người môi giới? Em chưa hiểu gì cả. Trên Bin thấy nghi ngờ nên tìm hiểu về những người môi giới trẻ con ra nước ngoài làm con nuôi. Và chắc là mới tìm ra văn phòng làm dịch vụ đó. Sao lại để anh ấy đi một mình? Không được rồi, em cũng phải đi xem ở đâu. Sơn Hoa, cháu định đi với trang phục đó ư? Sơn Hoa, Saron, sao con lại ở đây? À, con đến mua bánh tráng miệng. Nhưng cô chủ tiệm này cứ nhầm con là bông sơn hoa. Tôi xin lỗi, tại tôi thấy cô giống bông sơn hoa quá nên tôi nhầm. Mà giám đốc đến đây có việc gì vậy? Mẹ cũng đến mua bánh ạ. Ừ, vì Thê Giang thích bánh bột nếp ở đây. Chị lấy cho tôi bánh đó đi. Vâng. Không biết Sơn Hoa có bị phát hiện là Saron không nhỉ? Thà như thế lại hay. Nếu bị mẹ phát hiện thì nhân dịp này sẽ bị tách khỏi Jun Jimin. À không, không được. Nếu thế thì dự án đô thị Jay sẽ ra sao đây? Mẹ chưa đi ạ? Ừ, Saron đi trước đi. Mẹ vẫn còn chút việc ở đây. Vâng, vậy con đi trước nhé. Gọi giúp tôi cô bông Sơn Hoa. Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. Sơn Hoa về quê rồi, không có ở đây. Về quê ư? Vâng. Giám đốc có gì muốn nói thì cứ nói với tôi sẽ chuyển lời đến con bé. Thôi vậy, lần sau tôi lại đến. Tầm nào thì cô bông Sơn Hoa sẽ về? Tôi cũng không rõ. Nếu Sơn Hoa về thì tôi sẽ nhắn con bé gọi điện cho phu nhân. Cũng không cần phải làm thế. Thôi, chào chị. Cậu đến đây có việc gì vậy? Tôi đang tìm một đứa bé được cho đi làm con nuôi từ 4 năm trước. Tên là Moon Sebiek. Moon Sebiek ư? Anh đừng giấu tôi, cứ nói thật ra đi. Ngày tháng năm sinh là... Cậu đến nhầm chỗ rồi. Chỗ tôi không làm dịch vụ đó đâu. Vừa nãy anh nói cả rồi, giờ còn không gì nữa. Tôi không phải người của cảnh sát đâu. Tôi chỉ muốn tìm đứa bé thôi. Còn đây là phí cung cấp thông tin. Xin anh cho tôi biết đứa bé đã được cho đi làm con nuôi ở đâu. Nếu vậy tôi có thể đưa thêm. Cậu bảo tìm ai ấy nhỉ? Moon Sebiek được cho đi làm con nuôi từ 4 năm trước. Ngày tháng năm sinh là ngày 4 tháng 5 năm 2017. Chờ tôi một lát. Người đàn ông này đã nhờ anh môi giới cho đứa bé này đi làm con nuôi. Anh có nhớ không? Đứa bé này tên là Moon Sang-hyuk. Không rõ nữa. Tôi môi giới nhiều trẻ con quá nên không nhớ lắm. Anh cố nhớ lại xem. 4 năm trước. 4 năm trước. 4 năm trước. Xem nào. Bốn năm trước. Anh tìm thấy rồi à? Không biết để đâu mà không tìm thấy nhỉ? Anh nói gì cơ? Không tìm thấy ư? Ý tôi là hồi đó tôi môi giới nhiều trẻ con, lại được cho đi làm con nuôi cùng một lúc nên chắc phải mất thời gian mới tìm được. Tôi sẽ liên lạc cho cậu xong. Mong anh giúp cho. Chỉ cần anh tìm thấy, anh muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ trả. Hãy
Thế nào rồi? Đã tìm được xe buýt chưa? Cố gắng chờ thêm một thời gian, nhất định sẽ tìm được. Thế là thế nào? Người môi giới nói gì? Người đó ở đâu? Để em đi gặp. Bình tĩnh đi Sơn Hoa. Anh vừa đi gặp về rồi còn gì? Anh ta nói sẽ liên lạc nên cố chờ thêm xem thế nào. Nhất định anh sẽ tìm được xe buýt rồi để Sơn Hoa ôm thằng bé vào lòng. Sắp tìm được xe buýt rồi đúng không? Ừ. Nhất định phải tìm được xe buýt. Xe buýt. Vậy là Saron đi vội không phải vì dự án đô thị Chay à? Ừ. Hình như đi vội vì việc khác. Thế thì may. Ngày nào cũng như ngồi trên tấm nệm gai vậy. Đô thị Chay phải hoàn công suôn sẻ thì em mới có thể duỗi thẳng chân mà ngủ được. Em đang sắp phát điên vì thiếu vốn thì chớ. Suheran lại gây áp lực khiến em không thở nổi. Em cũng lo đến phát điên. Không biết khi nào bà ta mở miệng nói với bố về chuyện của Thê Giang. Anh nói rồi còn gì. Đừng khiêu khích mẹ. Đến giờ này mẹ vẫn chưa nói với bố chuyện của Thê Giang thì chắc là có ý định giữ bí mật. Vì thế em đừng lo quá. Bông Sơn Hoa từ sau hôm đó vẫn chưa thấy gọi gì ư? Im ắng quá làm em lại lo. Nói thì nói thế thôi. Chắc bản thân cô ta cũng biết là khó mà tìm được. Người này gọi có việc gì thế nhỉ? Ai đấy? Người môi giới tư nhân từng lo giấy tờ vụ nhận nuôi Thê Giang. Có việc gì vậy? Lâu rồi không gặp cô Jun Jae Kyung. Tôi có điều này thắc mắc nên gọi cho cô. Có người đến tìm Moon Se-biek. Anh nói gì cơ? Tôi nói là có người mang ảnh của Moon Se-biek và bố thằng bé đó đến đây. Người tìm đứa bé đó là phụ nữ phải không? Không, là đàn ông. Chồng không giống bố đứa bé đó. Thế à? Vậy anh có biết người đó tên là gì và có số điện thoại không? Cô hỏi gì lạ thế? Cô có biết thông tin có người tìm xe biết đáng giá thế nào không? Mà còn muốn biết thêm gì nữa? Cô đã thấy người như chúng tôi làm việc không công bao giờ chưa? Tôi phải đưa bao nhiêu thì anh mới cung cấp thông tin? Sao cơ? Nhiều thế ư? Trước mắt tôi sẽ đưa một phần số tiền anh yêu cầu. Anh cúp máy đi và chờ tôi. Đổi lại, anh phải cho tôi biết ngay là ai đang tìm xe biết. Ăn cả hai mang luôn. Thế mới nói con người phải thông minh. Tốt lắm. Nhanh thật. Nhanh thật. Ừ, mình à. Hôm nay có khách quan trọng đến ư? Chê Kiên sao? Ừ. Anh sẽ bảo Chê Kiên về. Khách hàng tìm Moon Se biết tên là Jun Jae Min. Sao anh Jae Min lại tìm Se biết? Thế mới nói. Nếu sơ sẩy thì chắc cuộc hôn nhân của Jun Jae Min và Sơn Hoa sẽ bị lộ. Vậy thì đương nhiên sẽ đến tay chủ tịch và Sơn Hoa sẽ bị đuổi đi. Không khéo không chỉ mình Sơn Hoa bị đuổi đi mà cả mình cũng bị vạ lây cũng nên. Moon Sang-hyuk giật cả mình. Anh đang suy nghĩ gì mà người ta hỏi cũng không thèm trả lời. Chuyện này không hề đơn giản đâu. Là chuyện của Thê Giang con trai anh đấy. Tại ai mà em phải chịu khổ thế này? Em chọn anh để phục vụ cho ước mơ của em còn gì? Đừng nói như kiểu mình em nhượng bộ và hy sinh như thế. Tóm lại là vì sao anh Jae Min lại đi tìm xe buýt? Anh không thấy lạ ư? Có thế mà em cũng thấy lạ. Chắc là Sơn Hoa thông qua Bae Se-chun rồi nhờ anh Jae Min. Bông Sơn Hoa ư? Ừ. Anh Jae Min vẫn quan tâm đến những người ở tiệm bánh Han Ok như người nhà mà. Chắc cô ta thấy anh ấy có thế lực nên nhờ vả. Cũng có thể là thế. Không thể cản nổi cá tính thích lo chuyện bao đồng của Jun Jae Min. Em chỉ muốn mách Saron rằng anh ấy đang giúp đỡ người phụ nữ khác. Mặc kệ đi.
Làm thế rồi nhỡ họ ly hôn thì dự án đô thị chay của chúng ta sẽ ra sao? Thế thì không được. Tóm lại là nếu phát hiện ra Xê biết là Thê Giang thì Bông Sơn Hoa sẽ không để yên đâu. Bằng mọi giá không được để cô ta biết. Đương nhiên rồi. Nhưng em cứ động cái là nói như kiểu em đón Thê Giang về là vì anh. Em cần Thê Giang vì mục đích của em mới đúng. Hiểu cho chính xác vào. Đón Thê Giang về ư? Con vừa nói gì thế? Con về rồi. Bác ơi. Thê Giang quý bác à? Vâng ạ. Con về rồi à? Con chào mẹ. Thê Giang bảo quý con đấy. Đáng yêu quá. À, anh ấy vừa bảo là đón Thê Giang từ trường mầm non về ấy mà. Vâng, con đang bảo vì phải đến trường mầm non đón Thê Giang nên hơi... Cô trông trẻ đâu mà để các con phải đến trường mầm non đón. Hôm nay mẹ mời khách quan trọng đến nhà đấy. Nhớ đừng về muộn. Khách cả. Sơn Hoa đã biết Xê biết còn sống rồi mà sao im ắng thế này. Im ắng quá cũng thấy lo. Mà ngậu lên thì cũng sợ. Liệu có phải đi chùa góp công đức không nhỉ? Sang Mi gây ra chuyện xong lại cho mình là đúng. Chết mất thôi. Mai ra, cậu vất vả quá. Lại gì nữa thế kia? Định trêu người ai đấy? Còn gì nữa? Mình đang chuẩn bị đồ để kết hôn. Gì cơ? Với ai? Với cậu Trinh Su ư? Không, với anh Đai Bông. Làm mình cứ tưởng cậu nghĩ thế là phải. Dù thế nào thì tiền vẫn là trên hết. Nhưng ông ta biết cậu nợ nần mà vẫn đồng ý lấy cậu ư? Đương nhiên, anh ấy bảo sẽ trả hết nợ cho mình. Chứng tỏ là anh ấy yêu mình nhiều đến mức đó nhỉ? Đúng rồi. Dùng cách nào cũng được, miễn là đạt được mục đích. Cậu giỏi lắm. Vậy từ giờ, cậu sẽ chào tạm biệt cậu Jin-su đấy nhỉ? Mình có điên đâu, sao lại chia tay Jin-su? Yêu thì vẫn yêu, còn kết hôn thì vẫn kết hôn chứ. Hả? Gì cơ? Vậy nghĩa là cậu sẽ bắt cá hai tay ư? Không phải là bắt cá hai tay, mà là duy trì mối quan hệ vốn có. Cậu không có năng lực đó nên chắc không hiểu đâu. Nhưng kết hôn là với người có tiền, còn yêu là với người mình yêu thực sự. Cậu hiểu chưa? Chưa hiểu đấy. Nói thế mà nghe được à? Rõ ràng là cậu đang định bắt cá hai tay còn gì. Từ bỏ cậu Jin-su đi. Không được, không bao giờ. Cậu cứ thử để mắt đến Jin-su của mình xem. Mình có thể từ bỏ kết hôn, nhưng còn Jin-su, ngài Be là tình yêu của mình. Ôi trời ơi, đau đầu quá. Rốt cuộc là khách nào mà bố bảo quan trọng nhỉ? Hay là Bông Sơn Hoa? Không phải, không phải đâu. Bông Sơn Hoa bây giờ bị cả Juheran và bố ghét rồi nên không thể đến được. Rốt cuộc là ai nhỉ? Không rõ là ai nên cảm thấy lo. Con gái ơi, mẹ ốm à? Con thấy thế ư? Vậy tức là thành công rồi. Đây là tạo hình giả vờ đáng thương, giả vờ ngây thơ mà mẹ nói ư? Trang điểm kiểu này cũng mất công lắm đấy. Đây là hóa trang chứ trang điểm nỗi gì. Mà mẹ này, làm thế này cũng chỉ được một hai lần thôi, mẹ cẩn thận đấy. Bố rất ghét kiểu tỏ vẻ đáng thương. Thế nên hôm nay mẹ định thử cách khác trên cả mức đáng thương. Con đừng có lo. Mẹ định làm thế nào nữa? Con đoán lần trước cũng không thành công mỹ mãn rồi. Cứ chờ thêm đi. Mới ăn một thìa mà đã no ư? Mưa dầm thấm lâu. Bằng mọi giá mẹ sẽ chiếm được bố con. Cứ chờ đấy mà xem. Mẹ sẽ đuổi Juheran đi và vào nhà đó với tư cách là chính phẩm phu nhân. Mẹ dựa vào đâu mà tự tin thế?
Tóm lại là con tán thành mẹ đuổi Juheran đi. Giờ cô ta nghĩ đây là nhà cô ta chắc. Này, chủ tịch về rồi à? Dạo này cô sao thế? Đang ở thời kỳ mãn kinh à? Nếu em chết trước anh thì chắc anh sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? Vì loại bỏ được cái gai trong mắt. Đương nhiên rồi. Sao? Cô định chết trước ư? Rõ thật là. Sao thế? Tự dưng làm người ta hốt hoảng. Bị làm sao à? Không phải đâu. Anh đừng để ý làm gì. Em không muốn anh khổ sở vì em nữa. Có chuyện gì? Em vừa đi khám về. Bác sĩ bảo em bị bệnh. Gì cơ? Bệnh gì? Liệu có phải bị ung thư không? À khoan đã. Cầm lấy. Muốn ăn gì thì cứ mua mà ăn rồi nghỉ ngơi đi. Có kết quả xét nghiệm thì gọi cho tôi. Đi đi. Cà phê Americano đá. Chào cô. Vâng, em chào anh. Em ư? À, vì em đoán anh nhiều tuổi hơn em. Em cũng biết cả tên anh nữa. Anh Sơ Chun. À. Vậy tôi xin phép. Anh ơi, chúng ta gặp nhau thế này cũng là có duyên rồi. Cứ xưng hô như là anh trai với em gái được không? Cô đã xưng hô như thế rồi còn gì. Anh trai em gái. Thật không? Vậy thì bây giờ. Anh ơi. Ừ, đến rồi à? Vâng, em lúc nào cũng chuẩn giờ. À, anh có sách lập trình không? Có, đi theo anh. Cô ta là ai thế? Cô ta là ai mà được vào tận nhà trong? Anh ư? Nực cười thật. Anh ấy là của riêng mình mà. Cô ta là ai mà dám gọi là anh? Cô gái này lại đến nữa này. Mà có chuyện gì bực mình à? À không có gì đâu. Bác. Bác. Thế Giang nhà mình đã đọc được hết rồi cơ à? Ông ơi, vậy cháu được mấy điểm ạ? 100 điểm. 100 điểm thì phải tặng quà chứ nhỉ? Đây, thẻ hình khủng long. Ôi, thẻ hình khủng long này. Thế Giang nhà mình lấy hết thẻ của ông mất thôi. Cháu sẽ cho bác thẻ này. Sao lại cho bác? Vì bác xinh ạ. Cái thằng này chưa gì đã ra dáng đàn ông. Biết khen con gái xinh rồi. Thế Giang quấn Saron nhé. Thế Giang, bác không thích thẻ đâu.
Đây là bảo bối của cháu mà. Con chào bố mẹ. Chê Kiêng đâu? Cô ấy về ngay đấy ạ. Chắc khách cũng sắp đến rồi. Bà là ai vậy? Anh tò mò từ nãy rồi. Cứ biết thế, vị khách này anh mà gặp thì cũng sẽ rất vui. Khách là ai thế? Vẫn chưa đến. Hình như là khách mẹ mời đến. Bố cũng tò mò lắm. Juhiran, bà ta lại định giở trò gì đây? Thôi về sớm đi. Sao em lại vào đây? Bị phát hiện là rắc rối đấy. Giờ chuyện đó quan trọng à? Em đang rất tò mò muốn biết Xe Biết đang ở đâu. Bình à, đây là giáo sư Park. Chào cô. Tôi nghe nhà tôi khen cô là khóa dưới rất xuất sắc. Cảm ơn gia đình đã mời tôi đến đây. Vào đây đi. Gia đình đã giao chiếc kiếm cho tôi. Vậy mà lại để xảy ra chuyện đó, làm tôi áy náy quá. Cũng không tránh được mà. Ngồi đi. Bọn trẻ đâu cả rồi nhỉ? Chờ chị một lát nhé. Giáo sư, mời cô ngồi. Gì cơ? Người môi giới nào? Là người môi giới con nuôi tư nhân. Thấy anh Chê Minh bảo người đó nắm thông tin gì đó, nhưng chưa chịu nói. Thế à? Anh đi cùng em đến gặp người đó để tìm Xe Biết đi, được không? Anh thuyết phục người đó giúp em. Nếu người đó đòi thêm tiền thì đưa thêm. Để xem đã. Anh mà đi cùng anh Chê Minh thì Jun Chê Kiêng sẽ để ý ngay. Thế nên em mới nhờ anh. Anh muốn Jun Chê Kiêng phát hiện ra thân phận của em ư? Anh mong như thế đúng không? Không thể thế được. Nếu thân phận của em bị phát giác thì cũng không tốt cho cả anh. Nếu thế thì có thể chuyện của chúng ta sẽ gây cản trở cho dự án đô thị chơi. Đúng rồi. Vì thế bằng mọi giá phải tìm được Xe Biết, rồi ba chúng ta sống với nhau mà không phải lo lắng gì về tiền nhé. Để làm được điều đó thì em cần anh giúp. Saron có ở đây không nhỉ? Thế Giang, gọi bố xuống ăn tối đi. Vâng ạ. Bác ơi, chúng con đang bàn về sản phẩm mới lần này. Thế Giang rửa tay chưa? Đi rửa tay với bố rồi ăn cơm nào. Làm kinh doanh cùng người nhà không vui chút nào. Không thể phân biệt được đâu là công ty, đâu là nhà. Con về rồi. Chê Kiêng, lâu rồi không gặp. À, vâng. Chê Kiêng, mau lại đây ngồi đi. Giáo sư Park bảo muốn gặp con lắm đấy. Cậu bé đáng yêu quá. Con của ai vậy? Không phải con của cháu đâu. Thế Giang chưa chào hỏi nhỉ? Giới thiệu bản thân với giáo sư đi. Cháu chào giáo sư ạ. À, cháu là Moon Thế Giang, học lớp gà con. Thế Giang mấy tuổi rồi nhỉ? 5 tuổi ạ. À, thế à, đáng yêu quá. Vậy ra Thế Giang là giáo sư Park. Cháu nghe mẹ cháu kể là giáo sư làm hiệu trưởng trường đại học y rồi. Chúc mừng giáo sư. Thế Giang nhà tôi mà được giáo sư đỡ thì chắc không còn gì vinh dự hơn. À vâng. Tại Chê Kiêng sang Pháp đột xuất nên sinh Thế Giang bên Pháp. Giáo sư Park, mời cô. Con của Chê Kiêng do bác sĩ Park đỡ, nhưng con của con dâu tôi thì nhờ cả vào giáo sư. Không, không phải lo cho con đâu ạ. Thấy giáo sư Park đến thì gọi điện cho em trước chứ. Làm gì có lúc nào mà gọi. Cứ mỗi lần giáo sư Park mở miệng, anh lại thấy lo nơm nớp. Juhiran, bà ta định khiến em chết dần chết mòn chứ gì. Bà ta thật là. Suýt nữa thì bố biết chuyện nhận nuôi Thế Giang rồi. Bà ta cố tình mời giáo sư Park đến để giết cổ em đây mà. Juhiran, thích thì cứ thử đấu xem.
Sao cơ? Không ăn à? Jun Jae Kyung, để xem trò cô làm bao giờ thì bị lộ. Bố cô mà biết thế gian ông ấy yêu quý như thế, không phải máu mủ của ông ấy, thì liệu cô có cán đáng nổi cơn bão tố đó không? Yêu quá đi mất. Gì cơ? Bác sĩ phụ sản từng điều trị cho Jae Kyung đến chơi nhưng em thấy lạ ư? Vâng. Bố thì có vẻ không biết gì, nhưng em thấy mẹ Jun Jae Kyung và Moon Sang Hyuk hơi lạ. Thế à? Giờ nghĩ lại em mới nhớ ra, 4 năm trước, hôm tổ chức tang lễ cho bà, em thấy Jun Jae Kyung vào viện khám sức khỏe. Sao cô Jun Jae Kyung lại ở đây? Cô hỏi làm gì? Đã không muốn nhìn mặt nhau nữa thì đừng quan tâm. Chắc có gì bất thường à? Có vẻ cô mong tôi bất thường nhỉ? Làm sao đây? Tôi chẳng có gì bất thường hết. Nhân tiện khám sức khỏe thì nhập viện thôi. Sao nào? Không đúng như cô mong muốn nên khó chịu à? Hôm đó em cũng thấy lạ rồi. Người đang mang thai mà đi khám sức khỏe thì chẳng phải hơi lạ hay sao? Tia phóng xạ không hề tốt cho em bé chút nào. Đúng thế. Không lý nào Jae Kyung lại không biết điều đó. Jun Jae Kyung, liệu có phải cô ta sảy thai nên nhập viện không? Sảy thai ư?